thằng Mai vô mua bò. Ừ, đi xem thằng. Mình tại bò tư chiến á, nay ngày nay 14 rồi ta. Thấy là 14 không? Thấy là 14 không? Lấy 14 tháng 6 năm 2020. Mình về hai xe nãy bữa nay mình về xe đó. Cái đầu nó lại cứ hộ mình. Thì chỉ trại mình lại thứ lộ 19 xã Nhân Phú Tân Nguyễn Kỳ Bắc á. Cách cái đầu đi hộ mình. Đây giáp ranh với Tiền Giang Vĩnh Long. Mới về với hàng nào biết. Chạy xong vô nhà đó nó vòng về sau luôn mấy ông á mấy ông ở ngoan chỗ đó đi. để tôi nách nó lôi cái bật luôn quá trớn mà. Chuột dây làm sao rồi á, xuống kia kìa, chuột dây cái chết luôn á.
Bò chà bá luôn nè. Ôi, quá trớn rồi. Bò này bán rồi dẫn chơi tớ. Đi, dẫn hai bò luôn đó đi. Hai bò này nè. Hai bò này bán rồi dẫn nó ăn luôn. Dẫn hai con này qua đó cũng vào quán rồi. Ah.
Về lửa bò ngon ghê ha. Đẹp đẹp không? Mình đây hơn lộ 19 ha, xã Nhật Tân. Mình thay dầu dầu á, mình đây bắt tầm 6 con làm ra mình coi nhé. Dưới số con mình hỗ trợ nè, ở tỉnh này. Con mình cũng giao luôn. Ngoài tỉnh là mình có thể. Mình có thể. Con nó dài ha, con đứt. Yeah.
cặp này nó lắm lem rồi. Cặp này nhiêu anh? Coi đi coi em tính cho. Giờ anh quyết định mấy con dắt quăng mé vậy các em tính cho. Khách ở Đồng Nai, khách Đồng Nai đang coi bò á, khách Đồng Nai với tàu. Rồi, để em tính anh. Em để anh làm mua được. Để em bán thủ thị cho anh luôn.